Con ơi, tặng vé lại cho anh đi, cần tặng vé lại cho anh nha. Bây giờ em tặng em cho anh được không? Được không? Trời, anh ngại hả? Được không anh? Chạy xuống dưới đi, gần chút xíu cho anh thấy ngon không? Được không? Hậu một đó quý vị. Dạ, dạ. Thôi anh ngại quá, anh ngại. Thôi được. Rồi bây giờ là không, xin lỗi quý vị nha, chúng ta dò số lại tiếp tục nha, em đọc từ đầu đến cuối dùm cho quý vị nha. Dạ, 16 17 17 37 37 49 49 69. Về Sóc Trăng kiếm nhà La Kim Quyền gặp vô. Giờ 69 kìa, chị giờ 69 rồi. Chị có 69 không chị? Còn thôi về không có hả chị? Dạ có 60 thôi chị, 69 em nói phong long á. Rồi chị có 4 con thưa quý vị. Lỡ mà nó có nghe lầm đó, anh chị mình vui lòng anh chị mình nói lại nha, tụi em sẽ sửa liền. Dạ không sao hết quý vị nha. Chủ yếu là khán giả mình là niềm vui chính, là khán giả mình ưu tiên cho tất cả mọi người luôn. Bây giờ 49 giờ tiếp tục. Rồi phát nữa anh, em thông báo cái nữa nha. Có một số quý vị anh chị mình hỏi á là đoàn biểu diễn vào thứ mấy và thứ mấy. Đêm nay là thứ 5, 6, 7 chủ nhật. Trước mắt là 4 ngày trong tuần này nha. Thứ 5 ngày hôm nay, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trong tuần này. Và nếu như mà có cái lịch diễn tiếp theo á, thì đoàn sẽ đăng ở trên trang fanpage của đoàn. Khán giả mình nhớ đón xem. Và trước mắt là em sẽ thông báo với quý vị là tối đêm nay là thứ 5 nè, thứ 6 nè, thứ 7 và chủ nhật trong tuần này. Khán giả mình nhớ đón xem nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Giờ số tiếp à. Hãy subscribe cho kênh Bé Tư. trùng dập dương gió câu con dùng dư đuổi dung mà miệng mai dù nhau cầm nhạc mưa tuôn rơi rơi con nắng chân thì ai đường gì chẳng ngang bước sáng thì em để lối lòng nào ao nhớ đường người ta con số ba lại không nhớ đời hơn. Dạ số 3 là người yêu của má đã có chủ nhân may mắn nha. Rồi bây giờ khán giả ơi, ít người thì nó dễ trúng và chỉ có một chủ nhân trọn giải, chúng ta nhận trọn gói là một bao lì xì Tư Đương trị giá là 500 nha. Dù bán được hay là không, chúng tôi vẫn được giữ nguyên cái bao lì xì là 500 được trao tặng tất cả quý vị, nên khán giả mình nhớ nha. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần khán giả mình nhớ đón xem. Và ký hiệu là 6072 CD ơi, ký hiệu hợp lệ. Con số chúng ta vừa kiểm tra là con số số 3 gì điểm chúng ta có 1, 17, 17 có 2, 34, 34 có 3, 49. 49 hợp lệ. Và con số hợp lệ là số 3, 17, 34 và 49 hợp lệ quý vị nha. Nếu như khán giả là thắc mắc, vì mỗi vòng đội quyền luôn mong mỗi khán giả mình bước lên đây kiểm tra lại vé và banh để tạo sự công bằng đến với tất cả các bác anh chị mình luôn luôn đồng hành với đội của tôi Sài Gòn Tân Thời. Rồi em chúc mừng chị nha, chị đã trai giúp em đó nằm trường để vốn thôi, gọi như là tặng lại hết trời dễ thương. Em cảm ơn trai nha. Con ơi tặng vé là cho anh đi, tặng vé là cho anh nha. Bây giờ em tặng em cho anh được không? Được không? Trời anh ngại hả? Được anh, không anh? Chạy xuống dưới đi, gần chút xíu cho anh thấy ngon con. Hậu một đó quý vị. Dạ, dạ. Thôi anh ngại quá, anh ngại. Rồi. Thôi được rồi. Dạ. Dạ quý vị có coi Mid-Range Sài Gòn Tân Thời không quý vị? Có coi không? Dạ, dạ. Nếu quý vị chưa coi thì quý vị lên YouTube, quý vị search là Miss Grand Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Dạ. Thì tụi em có làm một cái chương trình rất là hoành tráng, thì dạ. Quý vị có thể theo dõi, quý vị đoán xem ai sẽ là hoa hậu chưa. Còn nếu quý vị đã biết hoa hậu là Bé Tư rồi đúng không quý vị? Dạ, nếu mà biết rồi nha, dành cho quý vị biết rồi thì tuần rồi Bé Tư rất là đắt show cho nên bây giờ vẫn chưa đi diễn ở đây được đúng quý vị. Ủa? Tại vì quảng cáo cho rất là nhiều chạy hòm với chạy heo đúng quý vị, cho nên là từ từ đã rồi sẽ tới quý vị nha. Chị này, ngay bây giờ vòng loại tiếp theo là vòng loại đặc biệt áp chó quý vị, có nghĩa là 20.000 đồng chúng ta nhận một con không bao lì xì 1 triệu lần quý vị nha. Còn nếu mà quý vị may mắn với vòng này thì cô xin gửi vốn với bên bà nãy ha. Còn mà đây là vòng áp chó rồi sau đó sẽ tới là vòng loại cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay luôn, rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Dạ. Ngay bây giờ có phải chân tay hướng mắt về sân khấu chuẩn bị do xấu lắm quý vị ơi. Dạ có ai chưa có vé không ạ? Mình dơ nhẹ cái tay. Trời ơi, đây nè cái bảo ra. Bà quay ra cái tuốt dưới kìa. Tuốt dưới kìa lẹ dưới đầu. Đó quá trời luôn. Ấy gì xù ra mây gì ra mây gì ra mây gì ra. Mây gì ra mây gì ra. Lặng mà nghe tôi kêu con tự ra. Ấy còn mày chơi đi chị. Bà ơi tôi sẽ ra đi. Đó, ta nói không nổi mà suối rồi. À, lại được thôi đúng không? Bà ơi tôi sẽ ra đi đưa tiền một mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều nào mà dừng chân nơi quán lạ, xin hãy dừng lại phút giây hoài niệm kia đăng xì ta tút. Cũng đặt xì ta tút. Con 19 vô, con 19, con 19, con 19 cái số đầu tiên con 19, con 19. Mấy gì đã xuống thì đã có số gì đi xuống thì đây mấy chị em ơi. Nào nào mình cùng lại đây đêm ba để cho nó hơi thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la chơi cho tới sáng tối nhanh chuồng gà. Quăng tàu cây bò, quăng tàu cây bò, quăng tàu cây bò tao không chơi dòng chuồng. Quăng tàu cây bò, quăng tàu cây bò, quăng tàu cây bò tao không chơi dòng chuồng. Anh ơi, quăng em cái dài 52 số gì đây mày gì đây quê em mảnh đất của chị năm lên 8 tuổi cha đi cái bừng nhà nghèo có không tiền mà nạp thuế mẹ đem em đánh thuế cho nhà giàu à sớm chịu cỏ mà đăng trâu ngày qua tháng lại giải dầu mà nắng mưa rồi một sáng tin trời xét đánh cha hy sinh trận đánh cái bệnh tây mẹ người dặn bắt lưu đài xa tận con đảo tháng ngày mà tăng con số năm, con số năm thì con số năm, con số năm nguyên số năm, con số năm con số năm, năm gì đây năm gì ra năm gì đây năm gì đây. Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn thế, ngày đi mắt dần xanh biển sâu, mắt tô xanh biển sâu xong rồi mắt mù, mắt xanh biển sâu nhìn xa xăm thấy không? Mắt tôi vương sầu lặng nghe tiếng pháo tiếng ai đêm nào. 56 56 56 dạ 56 56 56 gì đây mấy gì đây con gì đây mấy gì đây ba gì đây con ba gì đây ba gì đây con ba gì đây. 6 tăng ba cha nhà mà quốc nước tiền trước hậu sao cứ mất mà tồn còn cuối con là con cháu. 36 36 còn 36 36 36 36 mấy chị ra con số gì đi xuống chị đây mấy chị đi con số gì đi xuống chị ra. Nếu có một ngày nào đó chị ra em một ngày nào đó cái đó là ngày nào cũng vậy rồi. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay nhiều như những gì mình đã có một lần đã trọn vẹn ái ân với anh. Em mãi là người tình mà trăm năm 45 45 45 45 kia chưa có tình cái trò số tiếp mấy gì đã số gì đã hết hồn mà hết rơm mấy gì ra. Đợi chưa có ai chờ chưa? Chưa có chờ, chưa có đợi thì giờ sẽ tiếp bốn gì ra bốn gì ra. Như con gái ở nhà lai con cái nhà ngồi nhậu lên ai thì ngủ lên từ sáng tới chiều. Như con gái ở nhà lai ngồi nhậu cả ngày. 42 vô 42 42 42 42 42 số gì đây? Mấy gì đây mấy gì đây? Mấy gì đây mấy gì đây? Hai con gà đá nhau, một con nấu cháo còn một con chảy máu. Con số 6, 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 hình số 6, con số 6. Người gì đây con người gì đây người ra người gì đây? Người có thương thân tôi như tí thì đừng có thương như thương hạ đời và đừng có nghe khi thiên hạ thường đẹp pha tôi kín xương cơ. Đêm không trang đêm mong kết mơ thương yêu mặn mà tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Con 13 con 13 con 13 con 13 con 13 con 13 số gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây. Tôi thấy anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm mưa sao mút hết đời mưa sao mút hết đêm mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu anh buông anh nghe tiếng gọi đã dài. Con số 2 con số 2 con số 2 con số 2 có ai chờ chưa có ai đợi chưa? Ta con là chờ mà ta con là đợi mấy gì đây số gì đây số gì đây số gì đây con số gì đây số gì đây số gì đây. Nói đi qua nhà anh nghe nồng nàn mùi dặn đi thật thơm nào lặng đi theo chàng hát cover mấy câu mà nhạc tình. Con số 9 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 có ai đợi chưa có ai chờ chưa? Đợi hàng mấy đợi hàng mấy đợi hàng ba em kêu hàng chiếc mấy gì ra con số gì ra mấy gì ra số gì ra mấy 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 gì ra. Mắt này ơi xin đừng nhìn nhé em mắt này ơi xin đừng xa cánh tôi dù cho ngày tháng có đi qua có những con ta tư vấn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha hát ta người đô la nó cha cha nào ta cùng hát cha 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 nào ta cùng hát cha 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 cùng vui ngày tháng không hơn. Ôi là con chết chết nha. Theo giới ôi là con chết chị đây, mười chị ra, mười chị đây, mười chị đây, còn mười chị đây, mười chị ra, mười chị ra. Trời sáng mưa giông trò, mưa theo gió mèo bị cầu và bắt qua sông để về nước tuôn một giây. Trời sáng mưa giông thu buồn, con bãi mưa đỏ cũng lạnh lùng, bó mặn dòng sông nên không có tiếng đò hoàng hôn. Con 14 là con 14, con 14 có thể thành năm mà. Năm gì ra, năm gì đây. Thôi hồng quá năm gì đây. Vô. Nghe dẻ nghe la dê, nghe dè mà cáp sao, thứ ở hỗn hào là rau ngành ngạnh, trong lòng không tránh đúng thiệt rau lan, đất ruộng bò ngang là rau diếp cá. Là rau muống biển, rau muống biển đó, xin lỗi. Quán đồi thầy kiện mình bác mà nấu canh, ăn hơi tanh tanh là rau muống. Mới nói xong là rau dấp cá. Có ba không má là rau má mọc bờ, bò tay sợi dơ đó là rau rác. Sợi dơ đó rác, đúng rồi, rác mình móc cái dơ, sợi dơ đó. Nhưng mà có nào ra được mình ăn được, ăn được hả? Được. Bò tay sợi dơ là rau nhớ. Ăn cay mà dư ớt đúng thiệt rau răm. Năm 15 là tấm vé cầu hôn xin lưu xin dừng trên. Dạ, congratulations.